cả các món đồ ăn vặt khổng lồ, ly đá bao khổng lồ, ly trà sữa trên tàu khổng lồ, bánh mì bán dưới công trường khổng lồ, Kit Kat khổng lồ. Tất nhiên ăn các món khổng lồ thì phải đi chơi, kiếm các món khổng lồ, con gấu khổng lồ, làm lồng đèn khổng lồ, quả trứng khổng lồ, đi tìm nơi có bàn tay khổng lồ. Sao anh em? 5 sao. Đây là cua 1 sao và cua 5 sao. 5 sao. Có trống trước nhỏ này có gì nha anh em? Và tiếp theo mình sẽ mở. Dạ tiếp theo trứng bự này nó khác ở là nó có gai. Cái gì chọc bị nó dành mở anh em, nó dành mở cho nó mở anh em. Nó không được mà đợt thì dành giờ đưa giờ đang nảy tôi đi tôi mở cho chiếc bị chắc nó lấy kẹo để nó dụ tôi thôi để tôi mở này ra cho nó anh em. Đâu kẹo đó. Ok anh em để tôi mở giùm nó, cái này là tôi tự nguyện mở nha chứ chiếc bị nó không có. Rồi mở liền, tôi mở liền. Wow. Đây có gì nữa nè. Em 5 sao. Ôi trời. Con mẹ lắc dữ quá anh em. Ủa sao này lắc đứt vậy anh em? Run. Ghê quá anh em, bé ẻ. Chùi mặt cho bí bò đi. Không, chùi mặt mới đúng. Chùi không ra không. Cái đồ bì bự quá anh em. Giá như có cái đũa khổng lồ, ăn là hết bài luôn. Bí bò. Lâu quá dạ. Bùa nha. Ở bùa này. Có một cái dầu mà người ta phải đóng hộp vô vậy luôn là anh em biết cái nào rồi. Trời ơi. Miễn thôi. Xíu không được. À, xíu không được. Thôi ăn đi. Không sao hết, cho mày ăn hết á. Và sau đây các bạn hãy xem quá trình làm tất cả các món khổng lồ này nha. Ổ bánh mì nhỏ. Chiếc bi nó dành ổ mì nhỏ của tôi nè em. Thôi cho ổ bánh mì khổng lồ của Vibo nè. Bi nó kẹp cái tay vô ổ bánh mì rồi anh em. Nó kẹp cái tay vô ổ bánh mì để làm gì vậy ta? Ây da. Đứa ai? Anh này tán một cái. Đánh à. Đánh nó dội ra luôn anh em. Ủa Vibo, mày làm sao kiếm được ổ mì khổng lồ vậy? Làm. Mày làm đúng không? Ừ. Vậy tiếp theo, tụi mình sẽ bóng tiếp theo để coi Vibo nó làm cho mình. Coi nó làm được không nha anh em. Bóng thầm tiếp nha anh em. Bỏ mày thúi ra đây TV. Nhỏ xíu anh em, vậy là mình được khổng lồ. Tao sẽ làm cho mày. Ghê vợ, tự làm luôn hả? Bước 1, tụi mình sẽ. Bước 1, mày chui xuống làm bạc làm gì vậy? Lấy đồ. Tao lấy nguyên liệu ra. À, đây là nguyên liệu. Ủa mấy bộ nó chuẩn bị mấy cái này là gì vậy ta? Nhìn này giống. Đồ tao làm đây là cái loại bột sô cô la. Bí bò nó chuẩn bị cho anh em trước khi pha sô cô la. Bí bò nó phải. Đầu tiên mình sẽ bắt nước sôi lên để pha bột sô cô la. What? Mở tay của nè, phụ ra coi. Đang bắt lửa lên để nấu nước rồi nè. Khi nào mà nước nóng rồi á, thì tụi mình sẽ bỏ sô cô la vô. Mình mới mua cái này để đựng sô cô la. Để mình rửa cho sạch. Cho nó khô cái đã. Sô-cô-la ngoài trước đang chảy ra anh em. Ờ, bịch trắng nè. Sô-cô-la chảy ra hết rồi. Lấy cho thêm bịch đỏ nữa. Nè. Lấy bịch đỏ phải lấy thêm bịch trắng đi theo với nhau. Bịch này chắc không đủ đâu, lấy thêm bịch đỏ nữa đi.
Ủa mà sao ông xách nguyên bịch này luôn đi? Để đây, muốn xài xài, lấy xài thôi. Qua lại hoài. Ờ ha. Thôi con bà, chạy ra nhìn đã quá nè. Chính tay tao nè, Vibo nè. Chụi cho tao coi. Cái khăn chụi. Mình thắc mắc, Vibo nó mua sô-cô-la rồi. Nó mua mấy hộp bánh này quá trời đằng kia để chi vậy ta? Mẹ ăn Kit Kat chưa? Thì sao? Ăn rồi. Tập Kit Kat ở ngoài sô-cô-la, ở trong có gì? Có cái nhân bánh, vậy cũng hỏi. Thì vậy cũng hỏi. À, vậy nó lấy cái này, nó ghép lại. Bỏ vô đây, thành cái bánh ở trong anh em. Rồi nó tưới sô-cô-la trong quanh lên. Vậy là ăn Kit Kat không lồ rồi. Thông minh với ta. Tao mà, hỏi khen. Sô-cô-la khét rồi kìa. Lấy. Quậy đi không? Lấy kéo đất này cho tao đi. Mày rảnh quá, mày kêu tao quậy sô-cô-la đã. Nó xài tao lấy kéo. Nó đâu có chơi rồi. Ở có rồi. Mày rảnh quá. Giờ xét sao cho nó đều á. Còn cái này để tao. Thôi khỏi phụ. Thì đẩy vô cho nó đều thôi mà. Làm ghê vậy. Sếp vậy thì làm nó xong trời. Ba lớp là anh em nó dày lắm. Luật trời mà thì phải làm cho nó xong chứ. Công đoạn này khá vất vả anh em. Nói tụi mình phải cố gắng nha. Cố gắng của mày là vậy hả? Nó làm đi đừng có ăn nữa. Đúng rồi anh em. Nó làm. Không ăn nữa. Bạn cho hết đã. Hồi nãy là sếp là cứ là bề đều rồi đó anh em. Ủa cái đó còn nửa cái vậy? Còn nửa cái đâu? Tao đâu có biết. Anh em ơi sao mà hồi vất vả? Mình đã xếp xong cái mặt đầu tiên rồi anh em. Ai xếp? À mình với Bibo. Bỏ miếng cuối cùng vô rồi. Xếp xong mảnh cuối rồi nè Bibo. Tưới sô-cô-la lên. Wow hấp dẫn quá anh em. Sô-cô-la đóng lắm anh em mới nấu xong. Bây giờ tao lấy giá con tưới. Mày quét nha Bibo. Ủa đâu vậy? Để chở quét. Tao quét bằng cái giá vậy nè. Bây giờ mình sẽ đắp bên lớp thứ hai. Rất là nhanh tay, mình đã xếp được 2 hàng rồi anh em. Đã xếp được 20 hàng rồi. Xong mặt thứ hai rồi nè, giờ mình bắt đầu tưới sô-cô-la tiếp. Ok, tưới sô-cô-la. Cũng mày, tưới gì nó hụt hết, tưới từ từ thôi. Ok mày, từ từ đúng không? Vậy đủ từ từ chưa? Cũng mày nhanh xíu đi. Giỡn hoài. Bây giờ tôi sẽ vẽ hình Bibo lên sô-cô-la luôn. Chơi vậy? Khỏi nè. Đó. Mày vẽ gì vậy lên chứ đi. Tao vẽ đóng phân. Ý mày là tao là đóng. Quét xong lớp thứ hai rồi anh em. Anh em bây giờ mình đổ sô-cô-la vô để nó khô thôi. Sau khi nó khô nó sẽ trở thành cái sô-cô-la khổng lồ anh em. Anh em phải đón xem thành quả của tụi mình nãy giờ nha anh em. Đây nè. Bây giờ xếp tiếp hàng thứ ba anh em. Làm bỏ gác trộn cho coi. Thôi chỗ mày dơ dái quá vậy. Bỏ nè. Coi lại chỗ mày coi. Chỗ tao bỏ gác gọn gàng nha. Chở chân mày lên. Trời ơi. Dơ quá anh em. Chỉ lỡ cái đợt coi. Chứ bình thường mình không có dơ dái gì đâu. Sếp mệt quá anh em. Nãy giờ mới được hàng thứ ba à. Sếp cái này cực ghê á. Wow cái bánh này sếp đảo quá anh em. Khỏi còn sếp từng cái nữa. Có tới nè. Kéo từ từ thôi. Mình làm gì vậy Bibo? Ta làm chứ đều lại để không rớt nè. Bibo thông minh quá anh em. Bibo thông minh quá anh em. Điều khen nó luôn. Thôi đừng làm nữa. Nó rớt nữa giờ. Xong chưa lấy TV. Trời tao quét hơi bị đèo. Hơi bị tốt. Vô tay. Ôi bánh này là phải nhẹ tay nghe chưa. Gần hết rồi mà phải tiết kiệm. Với lại nó dễ vỡ lắm. Đụng nhẹ là nó vỡ liền. Rồi tao quay phim, mày múc sô-cô-la chén lên đi Bibo. Ai quét? Đang quay phim rồi, nên mày quét luôn đi. Làm hai việc cùng một lúc. Tay vừa múc, tay vừa quét luôn. Quét quét quét, cứ quét phải cái tay này nó cứ vậy hoài luôn nè. Cái tay này vừa quét là sao cứ dừng lại hoài á. Tập đi, cùng hai cùng một lúc. Múc tay kia đi. Sao cứ dừng lại hoài vậy cha. Một cái múc, vừa tay vừa quét. Cái này liên tục quét kia nè, không dừng lại. Rồi cái này liên tục múc. Đó. Rồi bắt đầu dần dần quen rồi đó. Bibo nó hơi gói anh em. Mày xếp đi. Được không? Tao là quét xong đi rồi xếp. Tao nói được là được. Ờ ok mày. Mày cứ quét đi tao xếp cho. Mày chọc tao hả Bibo? Thế mình sẽ tổ chức cuộc thi anh em. Ăn hết cái sô-cô-la này trong vòng 1 phút sẽ được 500 ngàn. Sao mệt? Chúc mừng mày được 500 ngàn.
Trời, cho tao chơi với. Chơi trò này nó hợp phí 200 ngàn. À, cũng có lời. Thì nếu ăn hết cây sô la sẽ được 500 ngàn. Ra lời 300, còn không được mất 200. Lời chơi luôn. Trời, Vibo, lấy cái sô la ra đi. Ăn hết cây này trong vòng 1 phút sẽ được 500 ngàn, không là mất 200 ngàn luôn. Bây giờ mình sẽ xé kìa. Tức là đang lùi. Rồi. Nó chạy anh em. Chiếc bì nó sợ dơ lắm. Nó đông cứng lại rồi anh em. Wow. Khúc này không có đèn nên chiếc bì nó dám cầm anh em. Còn khúc đèn nó không dám cầm. Giờ sô la nó cứng rồi nè anh em. Mình xé cái bạc ra nè anh em. Cái khúc này á là mình phải lấy dao khựa tại nó dính rất là sâu vô. Hơi cứng nha anh em mày. Cái tivi dính cho màn hình rồi nè. Xin lỗi xin lỗi. Mình đã tháo hết cái bạc và cắt ra nó đẹp hơn cho anh em xem. Tao tháo ra còn bà ụp lại làm gì? Có nghe lời không? Không hả? Trời, khí cục mày lên mặt. Nghe lời không? Nó rất là sợ đen anh em. Giỏi. Nghe lời nghe chưa? Sô cô la này rất là dính tay vậy nè. Nên mình ăn mình phải đeo bao tay vô nha anh em. Chứ để nó dính tay á. Hết sợ sô cô la rồi hả? Bây giờ đi rửa tay anh em. Không biết Chippy nó rửa tay xong chưa anh em. Tôi mắc toilet đã bụng quá. Lên toilet cái. Chippy nó vô rửa tay. Mà làm dính sô cô la lên cùng nhiều luôn anh em. Sao ngồi để đi toilet. Tụi mình bẻ ra giữa nè anh em. Cho tao miếng đi bị bỏ. Cái này tao bỏ không được mà. Không. Thôi kệ nó anh em. Nó có bánh mì khổng lồ. Nhưng mà bánh mì của mình á, mình bỏ thịt heo vô. Mình có bánh mì thịt heo anh em. Không thèm. Bánh mì tao kẹp nguyên con heo quay luôn. Đúng rồi, bánh mì khổng lồ có khác anh em. Còn trong cái ruột của bánh mì khổng lồ nè anh em. Móc một cái nắm ruột coi. Nó bằng nguyên ruột bánh mì của mình rồi nè. Cái này chấm với nước thịt heo. Hết bài luôn. Bánh mì thịt heo. Mày đói bụng hả? Bây giờ lấy sữa này phát cho Quyên sớm luôn anh em. Chào tất cả anh em, hôm nay kế bên tôi là một cú có gai. Ý lộn, một cô gái đem mắt kiến có gai. Anh em biết là ai không? Tôi có ghệ rồi. Hello mấy bạn. Hàng Thái Lan xài đỡ, miễn là có ghệ là được rồi. Tôi giỡn với anh em cho vui thôi, hôm nay là sinh nhật của chị Vi Bo. Hi. Không đòi hỏi gì đâu ha. Nghĩ sao không đòi hỏi? Thấy mẹ rồi, mỗi lần tới cuối tháng là tôi hết tiền. Mình là một YouTuber, chẳng lẽ mình nói mình không có tiền? Thôi chị Vibo hiền lắm, tôi sẽ đánh cho lãng cho quà. Bây giờ tôi sẽ chúc mừng sinh nhật chị Vibo. Chu du. Chúc mừng sinh nhật chị Vibo. Clip đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn. Xem. Quà tới đâu? Chị Vibo hiền lắm anh em. Tới quán trà sữa rồi, muốn gì? Trà sữa mà, muốn gì cũng được. Muốn gì cũng được đâu. Ừ, muốn gì cũng được. Sau khi trả về từ quán trà sữa, tụi mình quyết định lặng chi ro chuyên nghiệp sinh nhật một lít trà sữa cả. Cỡ này tôi sẽ thử đầu cọc cái chị Vibo thôi. Chứ thật ra sinh nhật chị Vibo, tụi tôi sẽ làm một ly trà sữa. Bự gấp 3 ly này. Dẫn với em cho vui thôi, dù chủ đề chính là anh em. Nhưng dùm sinh nhật chị Vibo, tụi mình sẽ tặng chị Vibo một ly trà sữa. Khổng lồ. Khổng lồ là sao tán nữa. Quen ta. Cái đầu tiên là dẫn với em cho vui thôi. Tại sao mà tụi tôi làm một ly trà sữa khổng lồ? Hôm bữa giờ gọi lên một món nước uống dân Sài Gòn xếp hàng 10 mét. Xếp hàng dài hết là dài luôn. Chỉ để mua một ly sữa tươi trân châu đường đen. Bây giờ tôi sẽ bật clip cho các bạn xem với chị Vibo xem. Ghê không? Ôi, ghê không? Có bật gì đâu mà ghê. Theo kịch bản là em phải ghê lên. Diễn sâu vô rồi anh bật anh ghép clip vô sao? Ghê quá. Sợ lỗ rồi đó. Xem clip ở anh em ghê không? Trời, xếp hàng dài 10 mét. Ghê khôn luôn. Có biến. Ghê quá. Bây giờ tụi tôi sẽ bắt đầu làm. Vậy tại sao nó lại hot đến như vậy? Bây giờ tụi tôi sẽ thực hiện làm một ly trà sữa trưng châu đường đen khổng lồ. Và cái điều khó khăn của tụi tôi gặp phải đó chính là phải mua rất là nhiều sữa, rất là nhiều bột để đặng trưng châu khổng lồ, làm một cái ly trà sữa khổng lồ cho anh em xem. Wow, đi thôi. Và một cái điều khó khăn mà tụi tôi mắc phải chính là kinh phí bỏ ra để làm. Tụi tôi phải mua 20 hộp sữa, 10 ký bột để đặng trưng châu khổng lồ. Bây giờ tụi mình đi thôi anh em. Công viên. Cửa xe bây giờ cho em mát mua sữa nha anh em. Đi thôi nha anh em. Chờ đợi nón ba. Nón đi. Ồ, nón dễ thương á. Anh lựa cái.
Gì vậy ba? Cái đó cái túi. Bây giờ tụi mình sẽ mua 20 hộp sữa. 22.000 hộp, 20 hộp là 400.000. Mua nhiều cũng mệt quá anh em ơi, bỏ 20 hộp vô. Không mà không sao, còn mấy hộp nữa là đủ rồi. Xong rồi, sắp xong rồi. Cái thùng này sao không lấy? Bỏ từng hộp đi chi vậy, mất công. Ờ ha, có thùng sao không lấy ta? Một thùng 12 hộp. Bỏ lên lại thôi. Lắm kéo tôi tự thôi, nhanh vậy? Làm gấp quá vậy? Đi về trễ hay gì? Nè, cầm máy quay đi. Tổng cộng là nhiêu tiền? 795.000. À, thôi kệ, vậy là rẻ rồi ha. 540.000 là sữa, còn 300.000 còn lại là mua dụng cụ. Rồi, để coi dụng cụ có gì nè, cầm camera coi. Khi con gái đi siêu thị coi có nha. Khăn giấy. Khăn giấy. Chống nắng. Không pho. Xịt mũi. Nước rửa bồn cầu. Trời. Dẻo con mua được có sữa à. Đã 800.000 rồi. Thôi kệ, làm nước giải trí cho anh em xem mà, miễn là anh em vui là được rồi. Không sao, còn 200.000 cộng với 500.000 trên tài khoản nữa. Giờ là tháng này còn 700.000. Giờ phải đi mua bột lạng chân trâu nữa. Vậy bây giờ mình sẽ lấy 200.000 này để đi mua bột chân trâu. Làm nước giải trí cho anh em vui là được rồi. Vậy bây giờ mình với chị Vibo sẽ đi mua bột để nặng chân trâu khổng lồ với 200.000 đồng này. Đi cho chị Vibo. Vậy trước khi đi mình phải dẹp cho phụ chị Vibo vô bao gọn gàng rồi mới đi. Người đâu mà dữ quá à. Dữ rồi nào. Kênh em dẹp xong rồi tụi mình đi thôi. Đi. Đang mệt. Nãy giờ làm gì mà mệt? Ngủ. Ngủ dậy chưa tỉnh thì mệt. Lâu quá đi chưa. Đi. Hẹn không muốn chơi gì ngồi hoài à. Làm miếng cà rề đi nhanh. Vậy luôn. Nhiêu ký em? 90.000. Rồi 90.000 ký. 10 ký là hết 900. Rồi 10 ký là 900. Tối rồi mình sẽ đi mua thử coi sao. Em qua kiếm tới buổi tối luôn mà vẫn không thấy. Chỗ nào nó bán rẻ hơn nên tụi mình quay lại chỗ đó mua cái này. 90.000 một ký, mua 3 ký. Bây giờ chị Vibo đang làm những hạt chân trâu khổng lồ. Ok, anh em bắt đầu làm đây nè, có gì tranh phụ không? Phụ. Trời. Chị Vibo đang quay tay anh em ơi. Không lo phụ người này. Giỡn với anh em cho vui thôi, tôi đi rửa mặt cái đã. Rửa mặt xong rồi anh em ơi. Má, gớm vậy. Mày chay ra hay mày rửa mặt vậy? Vibo sẽ chùi giùm tôi. Chùi anh. Yếu quá vậy. Chùi quậy nó không ra nè. Chùi mạnh lên, gái yếu đuối vậy. Sao lần đầu tôi thử nghiệm, tôi quyết định phải mua bao tay để nó vệ sinh hơn. Cuối cùng làm chân trâu nó ra xì lam luôn anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi đổ cái này. Tiếc quá anh em ơi, tiền không á. Ê, có cộng lông kìa, có cộng lông kìa. Có cộng lông kìa. Đâu bóng nè. Xác vô, tay mất công dính, anh đang quay phim mà. Nè nè nè. Kỹ vô nè. Đó. Bây giờ trời cũng tối tới rồi anh em. Mai làm tiếp. Tối nay tôi sẽ dọn dẹp cái phòng này, sau đó mua bao tay, mai làm tiếp nha anh em. Ngày hôm qua tụi mình làm trên phòng tụi mình dơ quá. Hôm nay tụi mình kéo xuống đây để có gì dơ mẹ tôi dọn phụ. Trên phòng làm dơ quá. Trời ơi, ơi lên lầu gấp giùm tôi đây. Con giả bộ quay phim mà. Xíu tụi con dẹp chứ giả bộ quay phim nói vậy thôi chứ. Nói vậy thôi chứ xíu tụi tôi trốn lên. Để dầm bột cho bột nó nhuyễn ra. Nóng quá anh ơi, bật quạt nha. Anh đỡ khăn chùm đầu đi mà không nóng. Thôi đừng bực. Không được, không được. Tôi nói đừng có bực quạt. Giỡn với anh em cho vui thôi chứ ngoài đời không dơ giống như trong clip đâu anh em. Làm cũng sạch sẽ lắm, bột mà. Quá bài hài vậy. Bây giờ mình sẽ đi luộc những cục chân trâu khổng lồ. Lẽ phải đi mua cái nồi bự để nấu tốn tiền nữa. Sẽ lấy cái nồi nấu bánh chưng để nấu. Khổng lồ. Bây
chị không nghe lời thì chị đánh là phải rồi. Tụi mình đang ướp nước đường cho nó ngon hơn. Những hạt chân trâu khổng lồ. Có chân trâu có sữa rồi, thiếu cái ly. Bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm cái ly, kiếm cái ly để về đựng trà sữa. Mua được cái ly rồi anh em ơi. Bây giờ tụi mình sẽ xả cho nó sạch. Bây giờ làm xong biết bơm này lên đây nè. Quên mua cống bơm rồi anh em. Mua cống bơm tốn tiền lắm. Thôi bây giờ tôi sẽ thổi. Thổi rồi. Má mở mỏ luôn chứ. Tao này. Cái gì vậy? Cống bơm này sống bơm. Rảnh dễ sợ thì đi thổi. Ổng đâu ạ? Thì nãy ổng nói. Bây giờ mình sẽ lấy xà bông để rửa cái này. Xà bông rửa chén em. Giờ mình sẽ kiếm gì đó chùi. Khăn hả? Lấy khăn giấy đi, chùi hết đống này đi. Thôi chùi, chùi tối mấy cái anh quay nữa chứ. Quay gì? Bây giờ tụi mình sẽ đi mua đá. Chắc mình phải mua 4 bịch đá bự mới bỏ đủ ly trà sữa anh em ơi. Đủ 3 bịch đá rồi anh em ơi. Sữa. Hello. Làm cũng đủ rồi. Giờ mình sẽ đổ sữa béo vô. Bây giờ mình sẽ đổ chân trâu vô. Chân trâu khổng lồ luôn. Này cứ mua. Bèn 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 bèn. Giúp chân trâu luôn rồi. Chân trâu nó chân trâu luôn hết rồi. Nó làm nó vô. Trời hú luôn. Bây giờ tụi mình sẽ mua thêm 2 cây đá này nữa. Cho tiền đá là hết 100 mấy ngàn. Lạnh quá anh em ơi, ướt mẹ cái quần rồi. Đá quần. Rồi ướt cái quần luôn. Rồi ok, ngon rồi đó. Rồi xíu cuối nào lũng này chết luôn. Hài quá, 10 mấy cục, bây giờ còn có 4 cục à. Sợ quá. Ôi trời ơi. Chẳng lẽ có 10 mấy cục nhìn nó đẹp rồi nhìn giờ không ra thể thống gì hết trơn. Tự nhiên 4 cục 4 góc vậy trời. Bây giờ lấy sữa này phát cho nguyên sớm luôn anh em ơi. Cứ là 1 bút. Đúng luôn. Rồi. Giờ về đi rồi nó giao à. Chạy. Xe bị đổ gì kìa. Tụi mình nó mất Mexico về. Làm phụ trưởng cho người thắng cuộc rồi anh em. Nãy anh em thấy quan té anh em nó hậu đậu lắm. Thánh hậu đậu tới nè anh em. Giờ mày nãy mày mua 4 chai siro đâu? Anh em ơi, nãy mày mua 4 chai siro để mình làm đá bào khổng lồ. Nè. Ủa, nãy mua 4 chai mà lấy tivi. 3 chai vậy, còn chai ở đâu? Nãy mày xách mà. Mày hậu đậu. Thôi kệ, lỡ rồi anh em, chỉ lùi tay lạng nhỏ thôi. Ủa lấy tivi giờ tao thắng sao? Thằng nào làm đây? Đổ đây xíu sao bị chửi. Anh tôi với thằng Quang đang làm cái ly cho cái đá bào. Bây giờ tôi sẽ vô đây lấy nước. Dội cái đó đi chứ không để bị chửi. Chết mẹ lỡ rồi anh em. Anh Bành nè. Rồi ướt quần vô thay quần đi. Thay đền cho em, thay mát mẹ. Muốn đền gì? Tiền. Em mát mẹ nè. Đây nè anh. Cái đá này anh dữ rồi. Đá bào bỏ siro vô ăn. Để dặn ăn anh. Anh vừa gửi cái ly đá bào khổng lồ rồi anh em. Bây giờ mình sẽ lấy đá đổ vô đó. Chị quay. Tôi đang tắm mà. Mày phá hả con? Chắc phải mua thêm mấy cây quá à. Thôi. Biết thì là tụi mấy. Alo, bao nhiêu chị? Đá không đủ anh em. Mình mua thêm 10 đống đây nữa. Bây giờ tụi mình đã làm xong lớp đá bào đầu tiên rồi anh em. Sau khi thằng Quang dành tôi thi đấu như vòng đấu thì đây là mới đầu tụi mình làm phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Gì vậy? Này để chế lên đây nè. Đó. Mình bị điên hả Quang? Chị gô mũ. Trái chi ri nhỏ nhỏ. Trái chi. Còn. Thì tôi làm phần thưởng dành cho người thắng cuộc là ly đá bào khổng lồ. Mày đèn đã hả? Lẹ, tao thắng rồi. Bộ vũ khí này sẽ đấu với nhau. Mày khỏi lũng xe luôn rồi anh em. Đây là King của Top Gun America. Mua cu. Rồi ok, quả cầu siêu cu. Anh lên nha, 1, 3. Chiếc bi khổng lồ sẽ chọn vô chiếc xe này nha anh em.
Chào tất cả anh em đang xem. Hôm nay tụi mình sẽ làm clip về Bi. Bây giờ mình đợi Quang mua keo về. Rồi tụi mình bắt đầu làm clip nha anh em. Bi, tụi mua về nè. Cái TV làm đổ. Bây giờ tôi hốt xong rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ kết hợp keo với lại Bi. Tụi mình làm cái hình bàn tay nè anh em. Tặng cho mày nè Quang. Anh em ơi, tụi mình lấy dựng như Bi, lấy keo kết nối lại với nhau để tụi mình dán thành cái mũi tên. Mũi tên chỉ về hướng thẳng nha anh em. Quang nó cố ý chịu đích để mũi tên chỉ vô đích nữa nè. Nó cho anh tôi anh em. Cười hả mày? Quang, bây giờ mày chơi trò này với tao nha. Trò gì? Đi theo mũi tên, mày sẽ kiếm được kẹo. Rồi mày thấy rõ chưa? Tao hết thấy rồi. Ngồi xuống đi. Ok, theo hướng mũi tên đúng không? Ý tưởng của Quang là này là bom nè anh em. Mà dặm vô không tí sống xi nhê gì hết á. Mà lấy một chút viên bi ra nữa nè. Lên đi Bi, mày đi quay clip đi nha. Đi nấu mì ăn cái, đói bụng quá. Em ơi, đây là cái kho vũ khí mà tụi mình sáng tạo ra. Nhiều vũ khí bằng bi luôn. Cả bữa 5-6 ngày rồi mới xong á. Đây là một trong những cái. Lên đi Bi ơi. Giống như cách tình, à mấy cái cả anh em. Tao hỏi này cái, mày có thấy cái nắp nồi đâu không? Tao nấu mì gói, có cái nồi mà cái nắp đâu không có. Sao nấu? Xuống dưới kiếm cái nắp đi. Ở đâu dưới á? Quán nấu mì anh em, có cái nồi mà không có cái nắp. Đóng lại. Lâu sôi lắm. Tôi giới thiệu tiếp thì cái kiêng anh em. Nhưng cách tình là mang cái cà. Chắc chắn anh em thắc mắc là không giống cái kiêng đúng không? Cái kiêng mà không có cái đầu cầm, làm sao mà đỡ đạn? Ta là mình lấy cái nắp nồi cầm giống như đồ đỡ đạn vậy anh em. Chăng chăng. Cũng có nắp nồi rồi. Đây là bộ sưu tập bằng bi nè anh em. Ủa, bộ sưu tập này mày làm gì cái gì vậy? Tao đặt tên cho nó là bộ sưu tập tay du ký. Sao tay du ký? Chỉ tao coi. Tại vì có bộ cào chứ bất giới nè. Giới thì mình cầm bộ cào. Ồ, hay đúng. Ngộ không đâu? Ngộ không hả? Cày cầm cái thước bản. Ê mà tao quên làm cái thước bản. Thôi cầm để đi kiếm đi. À cũng được. Cũng chém đi quái được mà. Đâu sao đâu. Ừ. Còn sư phụ cầm gì? Phụ cầm sọt gân đi. Bây giờ tôi với Hoàng sẽ quay những thước phim với những cái món vũ khí này. Bây giờ mình quay thánh giá, mình quay phim gì được ta? Phim ma gì nè. Bây giờ mày đấm cho ma đi. Mặt tao phù hợp ma gì? Ma cà tân. Làm sao đấm ma cà tân được? Để hợp vai với ma cà tân, ta sẽ cho mày một món. Món gì? Của ma mắt lòi. Em sẽ đóng vai ma mắt lòi nè. Anh em chuyện kể rằng có một thanh niên là vô một khu rừng. Khu rừng này nó có hai ngã đường, bên trái và bên phải. Mà buổi tối rồi anh em, nên phải đi kiếm nhà ở, chứ không là sói ăn thịt trong rừng. Bây giờ mình sẽ chọn đi đường bên phải. Khi mình đi một quãng đường thì thanh niên phát hiện Đường này thôi mình đổi đường. Đường này hơi thúi, sẽ đổi đường bên trái. Nhưng mà khi thanh niên này qua đường bên trái thì nhưng không sao, thanh niên này có đem theo một cây thánh giá. Ê mà cho tao hỏi, thánh giá rồi sao nữa? Mày đóng vai đi, thánh giá phải đứng yên sợ, mày hiểu không? Mày đứng yên đi, đem mắt kiến vô lại. Thì con ma phải sợ, bởi vì cái thánh giá này còn nguyên vẹn mà anh em. Những con ma nó sợ những cái thánh giá nguyên vẹn lắm. Chỉ trừ khi nào, trừ khi nào cái thánh giá nó bị gãy. Gãy á. Run. Phim ba mày làm xong rồi, đấu thêm gì nữa lên tivi. Phim tay vô ký đi. Ê, mà cho tao cái vai mạnh mạnh nha. Có, tôi một không. Kiểu này mày chết mẹ tao rồi. Bước ra đây, sư phụ. Quang, mày lấy cho tao phi tiêu. Bây giờ tôi sẽ chỗ tài phóng phi tiêu. Quang. Hả? Mình sẽ bị diễn bàn móng phóng phi tiêu. À, tao phóng đúng không? À, mày là người cầm cái bia cho tao phóng. An toàn không vậy? Tất nhiên là không an toàn rồi. Thôi thì thôi, mày cầm đi tao phóng. Ừ,
Mày đứng yên nha. Bây giờ mình sẽ đổ tài 40 tiêu. Sau mười mấy năm mình luyện tập, nhưng mà mấy năm nay mình đã bỏ rồi anh em. Không biết còn phóng chính xác như xưa không nữa. Giờ sao? Cho tao xin phép mày bịt mắt lại để tao phóng được chính xác rồi. Đứng yên nha Quang. Quần lấy tivi đây. Không sao, chỉ là một vết thương ngoài da thôi. Lấy tivi, mình có nhiều bi gì đó, sao mày không tổ chức đó bắn mi đi? À ha, mình sẽ dùng bi này đấu với thằng bi nó bự quá anh em. Đủ không? Sao? Vô. What? Đây là viên bi khổng lồ của tôi nè anh em. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ thử đá viên bi khổng lồ này. Chuẩn bị nha. Ok. Có sao không lên TV? Để tụi mình review hết cho anh em xem. Hôm nay là đĩa bay nha anh em. Quay vậy thì chán quá. Để mình sáng tạo thêm. Ủa Quang, trong đống vũ khí này thì mày làm ra được cái gì vậy? Bông hoa. Có một vài món Quang làm được. Ủa, bông hoa đâu? Kìa kìa. Đại bông. Này là bông hoa hả? Chưa giống luôn. Ủa này bông hoa thiệt không Quang? Hoa tạo. Tôi nghĩ là phần anh em chờ đợi nhất. Tao với mày chọn ra những món vũ khí đấu với nhau. Rồi bây giờ mày chọn món vũ khí gì đây? Tao chọn trước đi. Mày không có nội hả? Thôi chứ chọn lại đi, tao chọn cái bút của Thò. Tao chọn cái này. Đủ Quang khôn quá anh em. Tôi chọn cái khiên của Captain. Chọn cái này. Má quên chọn đó rồi. Tôi chọn má lấy đỡ này đi chứ sao vậy. Mày chọn kiếm, tôi chọn sạc gưng. Chọn cái này. Tôi chọn bồ cào chứ bất giới. Tôi chọn cái búa. Mẹ ơi. Tôi chọn cái này. Tôi chọn cái này cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Một là ở trong đây có mày làm hai món. Một là bông hoa, hai là cái này để làm cái gì vậy? Mày lấy cái gì ra đấu với tao nè? Mặt mày răng. Tao nhìn tưởng mặt trăng chứ. Nè, y chang luôn nè, mặt trăng nè ha. Mặt trăng lưỡi liềm nè ha. Này ngôi sao kế mặt trăng luôn. Quánh tao xây đập. Xây. Rồi. Mày đập tao trước. Tao đập tôi mà nó bể nè. Con tách ra. Rồi, đấu xong rồi để hai bên nha. Còn gì tao chọn tay gấu. Rồi, quánh tao xây coi bập đập. Trời ơi. Không tới tao, mày trước rồi tới giờ tới tao. Đập những cái đầu mạnh nhất, đầu gai là mạnh nhất. Bởi gai luôn. Bởi giờ là sót gân. Chỉ cái này. Xây. Sao thua hoài ta? Đập. Thích bóc anh em, rồi 1-0 lại nha. Này là tôi chơi cù lẳng với nó. Hồi này trời này cũng là y chang với nhau rồi vậy. Cái này đấu với nhau nha. Coi bự với dài nó thắng. Xây. Rồi tới tôi. Gãy hả anh em? Hai món vũ khí được coi là một trong những vũ khí mạnh, ngang tài ngang sức. Mày đưa lên cùng một lúc để ghép nhạc vô cho Thúy Phi nó ngầu nè. 1, 2, 3. Kìa thôi thua luôn đi. Đây là kiên của Top Gun America. Rồi Quang, chơi quả bom gọi là gì? Đặt cái tên quả bi này là gì? Quả cầu Sun Goku. Rồi ok, quả cầu Sun Goku. Rồi Kiên, rồi Quang vô đi Quang. 1, mạnh lên nha, 1, 2, 3. À, Kiên không bể viên bi nào hết. 2, 3. À, cái khiên mày bể rồi, chơi gì nữa đây TV? Thì đấu với chiếc xe. Thì lớn vậy được không ba? Vô, chọi đi. Up. Bây giờ viên bi khổng lồ. Bây giờ viên bi khổng lồ sẽ chọi vô chiếc xe này nha anh em. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Điện mạnh quá anh em. Cầm viên bi này Quang, cầm đi. Cầm nha. Rồi. Tao đá viên bi này mà sao mày đau viên bi? 2, 3. Vô. Nó kẹt rồi. Nó kẹt rồi. Nhét vô, nhét vô. Không sao, nhét vô. Nhét vô, mày ăn cho hết, mày ăn không? Bảo mẫu, bảo mẫu.
Mày ăn vô, mày ăn vô cái tao. Mày đừng giục cắp á. Nhét vô, nhét vô, ráng vào, ráng vào, TV ơi. Đưa anh em, cùng mấy đất ổng lồ nó nghe cái nhét vô 1 phút 30 giây. Mệt quá anh em. Chết rồi, nó ói rồi anh em ơi. Rồi xong rồi. Chưa, chưa, chưa. Tính ra, tính ra anh em, tính ra anh em. Nhét vô, nhét vô, anh em ơi, phải ứng quá. Chú đừng đi ngang qua chú ơi. Nó nổ quá chú. Nó nổ anh ơi. Quá đi anh ơi. Quá luôn. Anh sợ. Từ từ. Đuổi lừa cuốn trào. Để như mạnh. Trời. Luôn vậy rồi. Vậy nha. Đang thích cậu nè. Không sốc lên, sốc lên. Thôi còn kẹt cục đây á. Được. Đó đó, đèn rớt xuống á. Đó, rớt rồi á. Nè anh em có thấy không, bê rô ca nó bê chổng á. Càng lâu càng đã nha, anh em phải lâu lên mới được, nó mới bắn lên. Thằng Lay TV nó rồng dữ quá, nó nổi gần hết rồi anh em ơi. Là anh em biết á, là cái sức nặng trong đây rồi, nó ghê gớm cái nào. Mày bị điên à? Khóc lên nha anh em. Mình phải đợi càng lâu, khí nó dồn càng nén. Nè anh em chưa thấy nó căng lắm rồi nè. Phải không? Căng lắm luôn á. Nha anh em. Cốp anh em. Cốp anh em. Rồi để đây tích tụ đang điện anh em ơi. Ok anh em, đừng mày cứ buông tay ra nha anh em. Mình sợ muốn rồi nè. Giá coca 10.000 và giá coca 100.000 anh em. Một. Anh em. Đang tích tụ đang điện anh em. Chặt tất cả anh em. Mở màn cho mình sẽ cho anh mình. Két ơi. Ủa nó đâu rồi anh em? Để tao ra đồ mua đồ về làm clip. Khoan. Gì nữa? Mày biết chủ đề vậy chưa? Mà ra mua. Ờ ha. Chủ đề gì mày? Làm chủ đề về coca. Nè. Không phải coca này. Chủ đề về coca cola khổng lồ. Bây giờ mày kiếm mua cho tao chai coca khổng lồ. Bự gấp 5 lần chai này cho tao. Mày có bị điên không? Quậy tập quá, chai này là bự nhất rồi. Mày kiếm đâu ra chai bự hơn nữa. Bởi vậy mới cần mày suy nghĩ phụ. Ủa anh em. Con cắp ơi. Hay quá anh em. Ủa té cái nó nghĩ ý. Nó nghĩ cách luôn rồi anh em. Mày dùng cách nào vậy? Thời đại 4.0 rồi. Người ta muốn mua cái gì? Người ta lên mạng mua không à ba ơi. Mày lên gì mua vậy? Shopee chứ đâu. Mấy YouTuber người ta hay mua trên đó đó. Chai coca khổng lồ. Ui còn đúng một chai một luôn. Mua trên mạng tính tiền ship lắm mày ơi. Tự đi mua cho tự rẻ. Shopee đang có event ngày siêu mua sắm ngày 9/9. Shopee miễn phí vận chuyển. Shopee miễn phí vận chuyển không đồng trên toàn quốc. Ngày 9/9 cái gì cũng free ship. Mua hết ở Shopee. Đây có event nè. Ờ vậy mua gấp đi. Ok. Đến ngày hôm nay Shopee đã giao chai coca khổng lồ rồi anh em. Hôm qua Lay TV á nó cho tôi. Bữa nay tôi cho nó xách nặng một mình á. Nó đẹp xách lên á anh em. Hơi nặng xíu. Nó lên vậy anh em. Phụ tao. Gần tới rồi ráng đi đại đi gì đâu rồi. Chả bộ rồi mày ơi, đâu có nặng đâu. Mình đã từng nghĩ ý tưởng làm chai coca khổng lồ gọi anh em. Mà mình kiếm hoài, không có chỗ bán. Hôm nay mình lên Shopee, kiếm đồ để quay clip. Nhưng mấy youtuber khác cũng hay lên Shopee mua để quay clip. Mình mới biết có chai coca khổng lồ. Hôm nay mới làm clip này được cho anh em xem. Anh tôi tội quá anh em. Bây giờ đứng cái tấm luôn rồi. Nó định cho anh tôi, mà cho anh bất hạnh. Anh em ơi, bây giờ là mình sẽ mua coca. Bỏ đầy coca, sau đó bỏ màn tóp cho anh em để coi hiện tượng nó xảy ra như thế nào. Sớm tôi nó giỡn á anh em, tụi nó vui tính lắm. Nên tôi đập nó hoài à. Bây giờ tụi nó sẽ chở tôi đi mua Mentos. Tụi nó nhỏ xíu mà chạy xe đạp bự cho bá luôn nè anh em. Ơi nặng 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 nặng.
gần nhóc này chạy tôi nhóc này chở tôi lại chỗ Momentos nè anh em. Tới nè anh. Ủa chỗ này là móng mà. Đi nãy giờ gần tới chỗ bán Momentos rồi anh em, mà không thấy anh tôi đâu hết trơn á, không biết nó đâu mới tiêu rồi. Ấy nó kìa anh em. Mà em chết em rồi. Ở trên kia rồi anh. Kế bên này có luôn mà mấy anh kia nó rảnh ghê anh em. Này nè anh em. Còn dưới đây à? Ở dưới này còn nè. Dưới đây sao không đủ? Nè anh. Ờ mày khôn ghê. Còn có 1 cây. Ok anh em, bây giờ tụi mình sẽ tính tiền nha. Bên đây mới có người tính nè. 49 ngàn anh em. Thôi đi anh em. Thôi ý rồi không mua nữa. Để cho nó lại đi. Thôi tiền anh em. Cho em tiền đi anh. Đâu ra. Anh em ơi, tụi mình đi bộ bước chậm lắm. Để mình nhờ nhóc này chở. Chở nhanh hơn nha anh em. Sao lâu quá chưa tới không biết nữa. Ê, tính ra em đi bộ hơn thằng đi. Em đi chậm hơn thằng đi bộ luôn á. Tụi mình gửi xe vô, mình tùy đi siêu thị nha anh em. Két. Mình vô siêu thị tiếp theo anh em. Còn có cây Mentos à. Trời ơi. Này nữa anh. Lấy hết luôn anh em. Qua đây gom được cứ nhiều Mentos nha anh em. Ủa bao nhiêu tiền vậy anh? 8 chai à. Ok mua Mentos trong lại anh em. Bây giờ mình lấy xe đạp đi về. Vậy xem đâu rồi anh? Nãy xe mày để nước cửa đây đúng không? Ăn trộm lấy rồi em bị để trong lum. Tôi chế vô đây nha anh em. Từ từ. Ok anh em, sau một chặng đường nắng nôi xe cộ, ra đường nguyên một đám nít luôn anh em. Chạy xe đạp ngoài đường rất là đông xe, và phải đi kiếm rất là nhiều cửa hàng mới mua là đủ số Mentos. Mày mua mất nhiêu tiếng? 3-4 tiếng gì á? Cực quá anh em. Thay vì mày mua vòng vòng ngoài đường, sống lên Shopee đặt có 30 giây à? À ha anh em, sao ngu quá vậy? Đặt chung chai Coca khổng lồ với Mentos từ Shopee luôn. Đâu cần phải tốn công vậy. Lần sau, giao nhiệm vụ cho mày. Đặt hàng, mua đồ về là liếm nha. Ok. Ngày 9 tháng 9 này, trên Shopee, phi ship. Mua tất cả các món đồ, đều phi tiền ship luôn anh em. Anh em cần mua gì? Mua nhanh nha anh em. Anh em ơi, tụi mình mua 8 chai Coca rồi anh em. 6. Xong rồi, anh đếm xong rồi. 8 chai, đếm xong rồi. 7, 8. Giờ nó mới đếm xong luôn anh em. Bây giờ tụi mình mua Mentos đây nè anh em. Rất là nhiều luôn, 300 ngàn tiền Mentos. Ai cho mày ăn? Ai cho nó ăn? Bây giờ tụi mình sẽ chế vô đây nha anh em. Từ từ. Anh em ơi, tôi không biết khi mà bỏ Mentos vô nó sẽ như thế nào nha anh em. Chưa bỏ Mentos là thấy nó xì rồi đó. Mày chế từ từ thôi hai ông nội này. Chế từ từ thôi, hiểu không? Khoảng mấy chai nó sẽ đầy nha anh em, mà mày lại nắp lại cho nó còn gà. Tiếp theo ai chế nè. Em. Từ người chế thôi chứ không nó bị chèn, hiểu không? Để em trước cho. Mình chưa lớn luôn nha anh em. Quên nửa chặng đường rồi. Chế lại. Rồi, mày hầu như nãy giờ thằng nào cũng chế rồi đó. Em chưa. Này chưa chế hả? Khoan. Đầy chai rồi, khỏi chế nữa. Đây. Anh ơi, ra cục Mentos khổng lồ chưa anh? Ra nè. Anh em ơi, sao lồ tụi mình làm? Nó dài vậy rồi anh em. Nó bự tới vậy rồi anh em. Cục này đẹp lắm. Này nữa. Có 6 người rồi. Ở đâu có kêu người ta đi theo nữa. Anh em ơi, cuối cùng mình đã xong. Lấy cái lái vô dòng Vivin. Ừ, cảm ơn anh em. Cuối cùng, em mẹ tốt dài rồi anh em. Rồi, chơi gì vô khớp không ta? Không, cần dài ra xíu nữa. Tới rồi. Có. Trời ghê quá. Để đây cho đỡ phải gớt nha anh em. Sao thấy ngắn hơn nãy vậy ta? Trời. Bất khùng đi. Chuẩn bị nha. Đẹp không? Hai cái bàn tay này là đỡ quay cầu mấy ngàn người luôn. Đang quay cầu mà quay gái. Chết mẹ quá. Cậu gái đẹp. Hàn Quốc.
động tất cả anh em. Hôm nay tụi mình bắt đầu một cuộc hành trình mới. Dạ dạ. Bây giờ mình dẫn chị Bo đi tới cái bàn tay khổng lồ. Ở đâu vậy? Xa lắm, tụi mình phải đi bằng máy bay. Dạ vậy, đầu tư ghê sợ. Thôi bây giờ tụi mình bắt đầu bước chân đi thôi. Ai biểu để anh nhường? Bây giờ cuộc hành trình còn dài lắm anh em. Bây giờ tụi mình sẽ mướn một cái xe tiếp tục cuộc hành trình dài. Chứ mình đi bộ hoài không có được. Xe đâu anh? Đi theo anh. Chiếc xe anh chỉ nè. Ơi, đâu vậy? Chiếc này nè. Trước khi tiếp tục hành trình tụi mình dừng lại ăn xíu đã anh em. Cho em xin mấy trái ớt nhỏ nhỏ ít cây thôi nha anh. Tụi mình dừng đây, tụi mình lạc đường rồi. Tụi mình không biết đường tiếp theo. Bây giờ nhiệm vụ của bó là đứng cầm điện thoại. Cầm điện thoại sọt đường, chứ không phải là sơn môi, soi gương. Sọt đi, sọt đường tiếp theo đi tiếp. Mình sẽ cho anh bó, mình làm anh dập điện thoại bó. Để coi bó nó hoảng hốt sao nha anh em. Ô, cảnh đẹp quá tơi. Tiếp tục hành trình thôi anh em. Đường đi xa quá anh em, trên đường đi mình sẽ ghé một cái sở thú cho chị bó đi thăm. À, chị bó cứ thích sở thú. Vui á, tới chưa lâu quá vậy. Thế nè. Đỡ mặt với em hả? Có tay thú giả không vậy? Thú thiệt mà. Có thấy con nào đâu. Đoạn đường còn dài lắm. Mình ngừng lại uống nước. Tiêu xài quá trời, uống cà phê tùm lum hết. Vibo tính giùm anh coi có đủ kinh phí đi tiếp không? Tính bằng điện thoại hả? Chị tính bằng gì? Điện thoại quá anh em. Rồi cuối cùng tụi mình còn nhiêu để kinh phí đi đi nè. Không biết. Anh em ơi, tiếp tục hành trình mình phải vượt qua cái sông này. Đi qua tới bờ bên kia để tiếp tục hành trình. Đi tàu hả anh? Chứ chẳng lẽ đi bộ qua. Tàu đó hả? Bự quá vậy. Đi đi đi. Không phải tàu đó. Mở tay quá đi. Đi chậm quá bác tài ơi. Đổ máy. Anh ghé tới đích nha anh em. Én diễn cho cố vô. Gắn tới nơi qua cảnh cuối cho anh em xem. Trời nắng quá Bibo. Mày nói anh đi. Nãy thấy Bibo mới mua cái nón cho mượn đi. Nè. Được không? Này phải cái nón. Để quay vô đi anh. Ờ à, có quay chứ không để vậy đó. Trời đất. Nón người ta mới mua thằng này. Tụi mình đi ngang qua chỗ này rất là đẹp anh em. Biến hiểm rồi. Bây giờ tụi mình lên bậc thang. Bây giờ cảnh là vậy nha. Em đi lên đó mở cửa ra, anh đứng lên quay nha. Bắt đầu 1 2 3 action. Biết không? 1 2 3 action. Tụi đứng yên vậy. Nhìn nè. Biết không? Chân ngắn quá, bước không lên tới bậc thang anh em. Nhảy lên. Nhảy lên. Thôi nhảy. Nhảy lên. Kéo lên cho. Từ cái lấy đà. Đây là một cái cổng chùa, tụi tôi sẽ vô thắp nhang để tỏ lòng thành kính. Mày yên tĩnh lắm anh em. Wow. Đi đâu hồi kỳ vậy? Ủa? Trường học mà. Ủa cái này có cái cổng mà. Bước qua một thế giới khác luôn anh em. Ủa cái cổng tôi tưởng bước qua là cái chùa chứ. Giờ bước qua là thế giới trường học. Đây là học sinh ta đang học bên đây nè. Ủa vậy cuối cùng là ở đây kia có cái cổng hả? Chùa hả? Ủa tưởng cái này cái chùa chứ. Cầm điện thoại máy quay. Rồi chụp anh nha. Ừ. Anh cao chân lên xíu nữa. Chưa. Cao nữa. Rồi chụp đi. Nè cao nữa. Đứng mỏi chân quá trời. Chụp được tấm nào không? Tấm nào đứng đá không? Có. Được một tấm duy nhất. Đâu cho coi thử coi. Ok, tụi mình thăm xong rồi. Bây giờ tụi mình đi tiếp thôi. Mình đi được trời nắng lắm anh em. Mình sẽ mua một cái này để đem theo cho đỡ nắng. Chết mẹ hư đồ người ta. Ờ. Nắng quá mua cho em một cái nữa. Rồi anh có mua cho em một cái rồi. Cái nào đâu? Cái này của em nè. Anh vô mua cho em cái dòng này nha. Đi trời chị nhỏ vô. Quá ngầu luôn. Quá ngầu luôn.
đoạn đường dài là tụi mình tới rồi anh em. Bây giờ muốn tiếp tục đi tiếp tụi mình phải lên đỉnh núi kia để tới đích. Thảo nó đi bộ một quãng đường nữa anh em. Đi vệ sinh cái đã anh em. Lộn ơi, qua bên đây nè. Ờ lộn, đây toilet nữ. Em lộn rồi anh em. Hên quá, toilet nam mới đúng bên này nè. What? Anh em tụi mình phải lên cái đó luôn. Ờ thái rồi anh em. Cái lên chụp hình cho. Cảnh thần tiên quá anh em. Ủa. Giờ mình lên cầu thang anh em. Đi bộ mỏi chân quá, rất là cao. Sống đi bên này. Ủa có thang máy hả? Bây giờ để lên cao tôi chịu không? Phải lên cái cáp treo này nè anh em. Mà tôi không quan tâm tới cáp treo cho lắm. Tôi chỉ quan tâm tới này nè. Mở ra xem. À, mở đi. Mình sẽ thay theo bản đồ này để lên cái điện. Thấy bản đồ gì đâu. Thấy hình gái không mà. Mày dụ tao đúng không? Mở ra cho. Đang đi cáp treo bởi vì khó quá anh em mệt bù luôn. Chết mẹ ơi. Không sao. Tao quyến cáp treo này ai cũng bình tĩnh hết. Nên tôi cũng phải giữ bình tĩnh anh em. Còn có mình hai tôi vậy. Em sợ quá hả? Giờ quay lại được không anh? Được, em quay lại mình đi. Đi xa quá anh em. Cảnh này đẹp quá, chụp cho em nha. Rồi, điện thoại đây, vô lo đứng đi. Không chưa, có hình đi. Xuống qua đây có bán núi gì không anh? À, có rồi, mua chai này đi. Của cả hãy gì rẻ không anh? Rạch chai này chắc rẻ. Đâu? Vừa với người em á. Ê rồi, có này hay nè. Cái gì vậy? Cái gì hay anh? Đưa tay đây. Đoạn đường còn dài lắm anh em, mình phải ngồi nghỉ ngơi xíu. Ủa anh có gì ăn không? Em không đem hả? Quên rồi. Ờ đi xa mà quên đem đồ ăn, dở ghê. Ủa vậy em có đem không? Mày chưa bị bò. Có. Đem gì vậy? Ờ đem hamburger. Đem hamburger luôn. Ừ, đủ cho Vio ăn no. Nè. Kẹo mà sao nó hamburger? Ủa chứ cái này không phải kẹo hamburger chứ kẹo gì? Hả mày ra. Ê chết mày, ngon. Đi ngang, tụi mình đi ngang qua chỗ giống nước Pháp lắm anh em. Sương mù lạnh lắm. Thấy sương mù đi ngang qua mình luôn nè anh em. Này giống ở Sa Pa đúng không? Đi ngang. Trời qua. Anh nhìn quay thành phố rồi. Trời. Ủa cái tượng cá này bay đẹp lắm anh em. Thôi đừng có đụng vô. Đụng vô bị gì? Rớt mẹ rồi anh em. Thấy chưa, rớt xuống lúa rồi thấy chưa. Để anh sửa lại. Sửa sao? Anh đẹp lên bờ chứ sao. Giờ đi nào núi vô. Đi này nè. Đi, đi thẳng lên anh em. Cống đi. Đang đi nè. Mình lo quay mình không đi. À, mình phải vòng ở đây anh em. Chị bo đi đâu nhanh quá ta. Ủa đi này không. Mẹ mày hù. Chết mẹ. Ai tay đỏ luôn rồi anh em bước vô mặt luôn. Tụi mình đi ngang qua khu di tích anh em. Mà không biết đây là khu gì nhìn bí ẩn quá anh em. Trong kia có người ta giảng cho nghe kìa. Thôi vô nghe thử coi là gì. Cuối cùng tụi mình cũng tới nơi rồi anh em. Hai cái bàn tay này là đỡ nguyên cầu mấy ngàn người luôn. Anh em thấy không? Để tôi lên quay cho anh em xem. Cao anh em. Ồ, đứa này thấy hai cây cầu luôn nè. Hai cây cầu gì? Có cây cầu à, là hai cánh tay má. Má ơi, hai cánh tay bưng không nổi cây cầu rồi. Nó kêu hai cây cầu, ai bưng nổi? Hai cánh tay. Hai cánh tay. Hai cánh tay. Bây giờ mình sẽ qua bên kia quay cho anh em xem một vòng cây cầu. Wow, đẹp không? Wow, đẹp không? Đang quay cầu mà quay gái. Chết mẹ lộn. Ủa này sao có bốn ngón vậy rồi? Thì đuôi hả?
À, một gói ở đây. Ba, cây cầu đẹp quá anh em. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, wow, gái đẹp quá. Wow, 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 đẹp quá. Ê, ông Tây này là đàn ông không đẹp chút. Tôi cảm nhận về cái cầu này anh em. Cái cầu này rất là đẹp luôn. Ồ, không những mà cầu đẹp á, những cái cảnh xung quanh đó, chẳng hạn như cảnh này. Ồ, người ta ví cảnh này giống thiên đường vậy anh em. Còn xung quanh mình là mấy thiên thần nè. Thiên thần Hàn Quốc. Sau đây là chương trình 360 độ gái đẹp. Nãy giờ mình thấy chị này là xinh nhất. Mình ra tới xa xa, quay cho anh em cảnh xa, cho anh em coi nè. Xe múa tay quá à. Để tay mọc ghẻ hả? Đi. Bây giờ mình sẽ lấy lên con gấu không đầu này quay một cảnh lên thật cho anh em xem. Rồi lên. Lên. Yeah. Và bây giờ tụi mình qua kia quay. Bây giờ mình sẽ nghĩ cái gì để quay clip rõ thật với cái con này. Mình leo lên thử. Bây giờ quay gì cái con này đây? Tao leo lên được không? Được. Cái con này cho hai người leo lên. Kiếm cảnh là hai người. Để quay với con này. Thôi. Thằng quần quay quá đám quá anh em. Mình nhảy lên quay lại. Anh em ơi. Nó nhỏ hơi. Anh em ơi, cái máy này có động cơ lướt xấu mạnh lắm. Cái trên nồi lần mạnh lắm anh em. Tôi đồ ga cho anh em xem nha. Nó lường đi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ lướt sóng cho anh em xem. Đã lắm. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ leo lên này. Quay cảnh võ thuật cho anh em xem. Rồi giới thiệu xong rồi đó. Sao mày đừng đứng đó. Lên đi. Lên đi. Còn mày nữa, đứng vuốt tóc. Ngớ ra được cái mặt cái này. Lên theo nó luôn. Không tính gì ba đâu. Lên đi. Tôi nó bắt dạy anh em, nó mẹ nó cho anh tôi. Tôi không đi đường này nữa, tôi sẽ lên đường này để quay clip giả thuật cho anh em xem. Này trời lắm anh em, cố gắng lên tiếng. Cố gắng lên. Nó sẽ lại rồi anh em. Bây giờ cái này tôi sẽ quay. Đổi dài cho quay đánh với anh tôi. Tại quay nó quay gỡm lắm anh em. Dạ, hai tụi bay đánh nhau dưới này à. Tôi phơi đồ bơi khô luôn rồi anh em. Giờ sao nữa lại tivi? Thay đồ bơi sẵn ở đây luôn. Không quay thay đồ bơi xong rồi bây giờ tụi mình đi thôi nha anh em. Khoan. Vậy có bị điên không quay? Mày bận về cả đường hả? Lộ mấy cát. Lúc đầu tôi té rồi. Ờ, cố làm cho anh em xem, lễ trí mà. Sợ lắm bà ơi. Sợ lắm mày ơi, lúc đầu tôi bị té rồi. Nhìn thẳng phía trước đi, mày cứ nhìn thẳng phía trước đi. Ờ. Ok anh em, nó lộn rồi. Mình quăng cái này vô hồ bơi chơi thôi anh em. Bây giờ tụi mình sẽ lấy con gấu này em vào hồ bơi chơi. Dạ, ok. Nó kìa, chân nó kìa, chân nó kìa. Không sao, không sao. Con này bự lắm anh em. Đi ra ngoài. Chút này. Rồi lên. Lên. Yeah. Lên lên lên. Con này khó leo lắm anh em. Ok lên rồi anh em. Bây giờ mình sẽ leo lên con này để quay một vai cho thật với anh tôi. Để quay cái. Lên lại anh em. Chơi trò chiếm giữ pháo đài. Đứng trên con gấu cuối cùng á sẽ là người thắng cuộc. Lại lại. Chưa chưa, từ từ. Cá nữa, cá nữa. Sao bò lại cực khổ.
Đừng có đợi boss em của mà lẹ lên tới nơi rồi. Bây giờ cần cây. Đưa cây đây nè. Đưa cây cho tôi coi. Bây giờ tôi sẽ cầm cây tán cái đầu ngoài. Không phải anh tán. Ok nha. Trước khi quay đẹp phải trở thật tụi mình phải khởi động. Bây giờ tụi mình sẽ chơi cắt sẽ lên bờ. Chơi không? Trời sao tao bắt dở quá vậy? Tao này lại gì con gấu đó lại gì? Nè ví dụ bờ này nè, làm ví dụ cho coi. Tuần này có 6 mắt anh nè. Nè lên lên bờ, lấy lên cây này nè. Em không thấy bắt này hả? Chưa là chưa à? Thử cho tao bắt cắp cắp đi. Thôi cái đó khó lại lắm, ví dụ cái này cái bờ đi. Đó, leo lên. Cá sấu bắt ta đây, bắt ta đây. Ừ. Lần tôi nhảy ra nè em. 1, 2, 3. Đang quay cho quăng bành. Anh tôi chụp tiếp anh. Ok bắt đầu. Ôi. Anh TV đâu rồi anh? Thôi chi vậy? Em muốn ngồi cả TV. Ta da. Ba phần thưởng. Bạn lên két nhanh lên. Bây giờ anh tôi với bạn chưa bắt được sự tán đầu nha anh em. Trời. Rồi đây xuống rồi đưa đầu ra. Bài ba. Dạ. Rồi quánh đầu xì. Ai đua cuối đầu xuống. Cuối đầu xuống mày. Tán xong chơi tiếp nè. Rồi tán lên két. Sau đây chung diễn tập chung trên đơn. Đi đây nè. Trượt đi Quang. Trượt đi. Tợn quang quá anh em bị đập đầu. Trượt lại cho anh em xem để tạt nước lên đã. Rồi chuẩn bị nha. Rồi 1, 2, 3 trượt. Trượt. Thằng Lai Thiên Vy đang chơi với mấy đứa nhóc nhỏ. Vui quá anh em ơi. Bây giờ quay sẽ lên đây tôi chụp hình cho nó tắm. Rồi tao kiểu đi. Anh tất cả anh em, hôm nay anh em thấy khung cảnh lạ không? Thằng Hoàng với anh tôi đang ngồi ghế sofa sang chảnh. Tất nhiên không phải là nhà của tôi rồi. Nhà tôi làm gì có ghế sofa sang chảnh như vậy? Nhà sang chảnh vậy, chỉ có là nhà thằng Hoàng thôi. Chào tất cả anh em đi Hoàng. Hôm nay tụi tôi đang ở nhà thằng Hoàng để quay clip mới. Ê Hoàng, nhà mày cũng trồng rau má nữa hả? Có, nhà nó đại gia mà, rau má một đầy. Ủa Hoàng, nhà mày có ghế ngồi hả? Vậy tối mày ngủ ở đâu? Giường đâu mày ngủ? Mày ngủ dưới đất hả? Vinh em thấy đi, tụi mình đi vòng ngoài đường. Là tụi mình đi kiếm lá cây, đem về làm cái lồng đèn bằng lá. Tụi mình bắt đầu đi bớt lá cây, đem về làm lồng đèn cho anh em. Yeah. Quên mang bao đựng lá rồi. Tụi mình quên đem bao đi lông rồi anh em. Bây giờ phải kiếm một cái bao đi lông để đựng lá cây. Mừng quá anh em, kiếm nửa tiếng mới ra được cái bao. Bây giờ tụi mình đi bớt lá thôi. Mất càng nhiều càng tốt lên em. Sao nửa tiếng đồng hồ tụi tôi lượm lá? Tôi nghĩ dần lại được rồi. Nửa ngày trời của tụi tôi công nạn lượm lá, coi như thành công tốt đẹp. Rất là nhiều lá anh em. Ủa? Sao mới có? Tôi hiểu sao mà cái bao nó lủng anh em. Gì vậy? Đi bộ không cũng té. Tôi lượm đá nên giờ mệt thế mẹ. Bây giờ mình phải lượm lá lại từ đầu anh em. Hay là kiếm chỉ may cái đứt bao này. Ừ đúng á. Mày lại phải là cách. Thôi nghĩ cách khác đi, tụi mày sáng tạo đi. Nghĩ cách nào không? Vậy là tụi mình có bao đựng lá rồi anh em. Ủa mày lấy cái bao đựng lá đâu ra vậy? Ok anh em, tụi tôi đang cực là thái lá. Ủa ngành tôi đâu rồi? Nghĩ sao mày ngồi mày chơi vậy? Lại phụ cho tao đi mày. Ủa vậy vậy? Tao làm cái gì nè? Ở dưới đây tụi tao hái rồi. Mày leo lên cây mày hái lá đi. Mày làm khó tao rồi nha, nghĩ sao vậy? Thằng anh tụi nó không chịu leo lên cây hái lá anh em. Ê lấy TV. Thôi mày ơi, quăng xuống cho lẹ. Tao hái bên đây, mày quăng đi rồi tao lụm. Xíu tao hút. Tao đang bước ở đây rồi. Quang đang hái lá cây đó anh em. Tao cái gì vậy két? Phải tao đâu. Đang hái lá cây mà. Không phải tao.
Cao quá sao tao hái? Mày trèo lên hái đi. Sao mày thích làm khó tao vậy? Tao có cách này. Tay tao lại dài á, mày dậm mày búng á, mày hái á. Búng lên. Ừ rồi, mày lấy đà đi. Tôi sẽ cho mày lay TV. Rồi ok. Ok, lẹ đi. Anh em ơi, mày đi lắng sáng giờ hái quá cây quá trời, tụi quyết áp quá à, thấy người người mệt mệt sao á. Giờ có cách nào mày? Uống miếng nước rồi sao hết chưa? Chưa ha. À, mày phải hít thở. Tao có bài tập hít thở này nè. Bài tập hít thở hả? Đi rồi, giờ bước đầu tiên mày sâu vô hít vô hả? Ừ rồi tao nữa. Còn mày tống khí nè, làm tống khí kìa. Rồi mày hít sâu vô bước một, tống khí nè. Ây da, mày tống bên kia đi, mày đừng tống bên đây chứ không tạo đau, hiểu không? Tống mình hái nhiều rồi anh em, thấy đầy muốn đầy cáo rồi nè. Tụi mình hái sáng giờ cũng gần đầy rồi anh em. Ủa vậy còn bao nữa đâu đựng? Ờ ha, bao nữa đâu đựng mày. Vậy là tụi mình có bao đựng tiếp rồi anh em. Quang nhìn tao nè, ghê không? Ghê vậy? Ghê ghê. Trung ơi, lấy tao cục gạch bên kia đi. Lấy cái gì? Để tao làm mấy cái thảm cỏ đi rồi, nhanh đi. Ơi, nãy sao mày lấy quần tao đựng lá? Mày tính tao giọng mày không? Tao tin, tao không tin mày giọng rồi đó. Mày xin lỗi tao đi, trong giọng mày liệt á. Giọng đi. Gãy mất kiến mày hả? Giọng đi. Mày gạch tao quá. Ok, tụi mày đem lá về nhà rồi anh em. Đầy luôn cái áo của tôi rồi. Quá đã. Tiếp tục bước lá nha anh em. Đi lấy TV. Có cách nào rớt cái dừa ở đầu tao, tao không đau không? Mày muốn không nào? Tao quăng cái dừa, mày buông cái dừa ra đỡ. Chắc chắn không nào. Ồ vậy hả? Vô, thử đi. Nhất. 1, 2, 3. Nãy mày cho tao bực mày rồi nha. Tao phạt mày đứng đây cầm cái dừa 5 phút cho tao. Mày bỏ xuống đập mày liền á. Tao với chung đi bứt lá tiếp đó. Mày nhúng nhớ tao đập gì đó. Đứng yên cho tao. Cái gì nữa? Tao đứng yên có được uống nước không? Phên cho mày tao có lòng trắc ẩn thân người đó. Đủ quyền uống nước, uống đi. Mà mày phải đứng yên nha. Mày nhúng nhớ tao đập mày liền đó. Cho tôi uống mấy nước đi Trung. Nè, uống đi. Có trái dừa mày làm mấy ghê. Đánh ta vậy á. Mày thử cái trái dừa này để mày biết. Mày biết ở đâu lắm không? Mày chọi ở đầu tao. Chuyện nhỏ. Mày lấy cái dừa chọi đầu tao đi. Coi tao, cái đầu tao cứng hơn cái này nhiều. Mày nói nha. Ừ. Tao chọi đó. Rồi. Tao chọi thiệt cho biết á. Đi. Lấy trái này nè. Đủ nặng luôn. Thằng Quang nó đang bước từng lá cây nè anh em. Mày bước chậm quá, tao có cách bước nhanh hơn mày nhiều. Ừ, mày muốn bước gì mày bước, đừng có đụng chậm với tao. Tao đang bực á, đập gì đó. Coi tôi bước theo cách của tôi nè anh em. Bắt đầu được hai lá thôi anh em. Lấy TV, đưa tao cái nón. Cảm ơn mình đã lấy TV. Cái công đoạn khó nhất là đi hái lá. Hôm qua tụi mình đã hái xong rồi. Cứ nguyên liệu làm là khỏe rồi anh em. Đây là... Ủa cái lá héo hết rồi mày ơi. Hôm qua tụi mình hái đi 2 bao lá. Bây giờ tụi mình sẽ cắt kẽm làm cái thân. Ủa bây giờ làm gì lấy TV? Mệt mày ghê. Mà hỏi đi hỏi lại hoài. Bây giờ tao kết luận một lần. Cắt kẽm để làm cái thân cho cái lồng đèn. Tao nói lần cuối nha. Ủa? Giờ làm cái gì mày? Bây giờ mày lấy những cọng kẽm nối lại với nhau thành mười mấy cái vòng tròn, sau đó canh cho nó tròn, nó phải tròn do giống vậy nha anh em. Cảm thấy nó tròn rồi, bắt đầu dán dính lại với nhau bằng cọng kẽm giống mẹ tôi bên đây nè. Nè anh em thấy thằng Quang nè, trời hình tròn á Quang. Mẹ mình với anh mình đang nối giữa cái vòng tròn lại với nhau bằng những cái cọng dây kẽm nè anh em. Kẹt cho mỗi cái kèm đi anh em. Mẹ tôi đang dùng những cái kèm cắt những cọng kẽm nối những cái vòng tròn lại với nhau. Mày cắt cái ghế luôn hả Lê TV? Tao có cắt đâu. Mày cầm kèm hả? Mày chỉ tao cái gì? Mẹ tôi đã làm xong cái thân rồi anh em. Cái khung cho cái thân rất là cực luôn nha anh em. Phải quấn lại mà mấy chục khoanh vậy á. Bây giờ rất là dài rồi. Không biết cho mấy quay thấy không mà mày để trong suốt lắm anh em. Để tôi căng ra cho anh em thấy. Có sao không Quang? Không sao mày ơi, xéo dính cục đá. Mày chắc là không sao không? Mày coi cái tay mày nếu gì kìa. Mày cầm tao kẹp cái nha Quang. Ủa mà mày kẹp cái gì vậy? Cái này thôi, này kẹp rồi. Cái này kẹp rồi. Thôi cái này cái tay mày. Thôi. Mày làm gì vậy lấy TV? Mày giỡn cái tao hả? Đập mày giờ á. Mày chơi ngu rồi đập mày đó.
Giỡn đó mà, làm mới ghê. Giỡn của mày đây đó hả? Mày kẹp đứt mẹ nó đi kìa. Rồi lần sau rồi có cái nâu nữa cho mày kẹp mày quay nữa. Mẹ mình đi làm được một cái thân rồi anh em. Ê đằng kia, đằng kia có hai nhóc là anh em. Ở xóm tôi á, mấy nhóc nó hay qua coi tôi làm clip lắm. Mà mấy nhóc này cái mặt nó cũng là lạ, mà cũng là fan tôi. Tôi sẽ vô giới thiệu cho nó coi tụi tôi đang làm cái gì. Chào mấy nhóc. Ê. Làm tới đâu rồi anh? Ủa mà thằng lấy tivi rồi. Lấy tivi nó là... Không có làm gì nó đâu. Tụi mình sắp làm sao mấy khung rồi hả anh em? Quăng gì vậy? Ôi, quăng gì vậy? Cái lê vô để đây đó nha. Quăng trúng rớt đập đi đó. Nghe chưa? Rồi, đừng quăng, đừng nhóc. Rồi, làm tiếp đi Quang. Mày định hại tao té hả? Không có dễ đâu nha con. Trời ơi, tao dễ dụ quá. Uống nước thôi. Mày biết không? Nè mày dốc ghế té đó mà. Còn cái mũ lần rồi. Lấy TV, phụ tao dán đi lấy TV. Ủa giờ dán gì mày? Trên đây có cái gì mày dán cái đó. Dán cái này được không? Thì mày thấy mày làm đi, dán đi. Có dán gì nữa mày? Cái này còn dán không? Thông minh tí xíu đi. Sao mày hỏi tao hoài vậy? Thấy gì mày dán giùm cho tao đi. Mày nghĩ con mắt có cần dán không? Cái này mình đã dán con mắt dính vô rồi. Còn gì để dán không ta? Thôi hỏi con Quang. Thôi hỏi nó chửi chết. Chắc là cái lỗ mũi. Họ tháo đó. Ok nè em dán xong hết rồi. Lâu lâu làm được việc á. Giờ ta đi xuống lấy xuống cái đuôi, ta dán cái đuôi tiếp đi heo. Ủa cụ băng keo đâu rồi ta? À đây nè. Bây giờ thì sẽ cắt nửa cái lá sa kê này, cái vảy rồng. Giống như cái vảy đầu con rồng vậy nè. Bây giờ quá trình mình cắt thì cắt nhẹ nhẹ, cắt uyển chuyển. Từ từ anh em. Tại vì cắt nhanh là nó sẽ hư cái lá, nó không còn cái nét đẹp nữa của vảy con rồng. Nhẹ nhẹ thôi. Từ đây lên tới đây. Bây giờ cắt nhanh là nó sẽ bị hư. Phải leo lên tuốt cái cây cao để tôi hái cái lá này. Tự vì những cái lá vàng này là tôi chỉ hái được trên đỉnh thôi. Nhẹ nhẹ thôi anh em ơi. Anh tôi làm cái vảy cộng đẹp quá anh em. Vì bóp đi cái. Sáng chiều đó. Sao nửa tới đồng hồ tôi với Quang dán thì bây giờ mẹ tôi tháo ra dán lại từ đầu. Bốn năm sáu bảy em. Bây giờ anh mình gắn cái đuôi của con rồng vô là xong luôn rồi anh em. Kỳ vợ đuôi sao bập xuống bập lên xíu kỳ vậy. Đúng rồi đuôi con rồng phải xè lên vậy chứ. Rồi đúng rồi. Ok anh em, xong rồi anh em. Rồi để không qua cái đi. Đi. Mình để tới tối đi rước đèn trung thu thôi anh em. Mình để dành cho đêm trung. Mình muốn một cái lồng chim khổng lồ anh em. Cái trứng chim nhỏ quá. Học tới nghiên cứu rồi, chim nó to quá nó nở ra. What? Anh em ơi, cái trứng bự quá. Giờ tính sao? Đây là cái nhà bữa tụi mình làm clip trước. Cái lâu đài bằng trái bóng. Mà bây giờ nó bị sập rồi anh em. Đừng có đung lay nữa, nó sắp ngã rồi. Nó ngã luôn rồi anh em, xúc ra luôn rồi. Ủa ngoại làm gì vậy? Trứng gà, để tôi chỉ cách nặng trứng nha. Ông mà ăn trứng ai không biết. Cách này đặc biệt lắm nè. Như vậy, đập vô đầu, cách này mới. Sau đó lột ra. Ngon vậy, còn trứng nào không cho tao ăn với. Còn bước 1, đập cái đầu, đập đi. Bị tao chọi rồi nha. Nó chọn tôi mà em. Mình đã gọi đầu xong rồi, đem sạch rồi. Mình mới xuống nhà dưới, mở tủ lạnh ra lấy cái trứng. Mình sẽ cho anh Hoàng, anh thầm cho anh nó không cho nó biết. Đâu nè. Tao nghe hết mày nói rồi, khỏi cho nó vậy ba. Phèo rồi anh em. Thì bị gì kì mày? Chứ ông chủ tiệm nó vẽ á. Ghê trời, ông này dị quá vậy. Chứ không phải đâu mày ơi. Chứ con nào đẻ ra mà nó vậy. Ủa mà cái trứng này nếu mà ấp ra, ra con gì ta? Gà răng gà chứ con gì. Nhưng mà nó có hình tùm lum, không biết nó ra con gì. Hay mà thử ấp đại đi. Ấp cho vui luôn, coi liếc cho anh em xem luôn. Ừ cũng được á. Bây giờ mày sẽ kiếm cái gì? Đó đắp lên để ấp cái trứng này. TV, đi kiếm cái gì đắp cái này lên TV. Đắp lên đắp hả? Ừ. À cái này hợp nè. Đủ đắp lên ấp cái trứng luôn á anh em. Đi khỏi, lấy TV khỏi. Quang, 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 quang,
Cũng vậy mà nó không dậy luôn. Đừng nói ngủ la ngủ say vậy á. Để tôi suy nghĩ cách. Vậy hả Quang? Tao thấy tao nằm trong bãi rác hay sao á. Thúi à? Tôi thúi thúi thành cẳng luôn á. Mày ngủ nửa tiếng. Nó nở chưa? Nó sắp nở rồi đó. Mày ngủ cái nửa tiếng mà nó lên vậy nè. Vậy bây giờ ấp đúng cách mới được. Vậy mình đi mua đèn ấp trứng về rồi anh em. Đâu. Ủa cái đèn này ngon á. Cái đèn này mà ấp mà sáng luôn cái nhà đó. Để tao bỏ ra tao coi thử. Tốt quá đây TV cho mày mua đèn là hợp lý á. Đù mày ngon á. Mua kiểu này chắc được. Càng sáng càng tốt. Càng bự là càng nhanh á. Ủa sao tao tưởng nó bự bằng cái cặp Bali vậy chứ. Thôi tệ không sao. Bự bằng này cũng được rồi. Được mà. Mua cái đèn này. Bây giờ ấp trứng thằng lằn thôi ba. Cái đèn có chút xíu à. Chắc cái Bali chi cho bự vậy. Đâu có đâu. Tao mua hai món lận. Đâu? Cái đèn dưới này nữa. Món nào? Mua cái này chứ vậy cha. Thiếu chạy vào ăn rồi. Cái đó tao mua cho tao. Còn tao mua một món cho mày nè. Ủa cái nào? Ok nè. Bây giờ tụi mình đã có đèn rồi. Ấp trứng thôi nè. Ủa sao nó không lên? Anh lên TV. Để tao cục pin. Ủa giống hai cục này. Cục nào vừa vậy? Gắn cục nào? Sao mày ngu quá vậy? Mày lớn mày tự biết đi chứ. Cục nào vừa với cái này? Làm sao cái vừa thôi đúng không? Mình mới một cái lồng chim khổng lồ anh em. Anh em thấy rõ không? Cái lồng mự quá con chim nhỏ á. Ê lộn, cái trứng chim nhỏ á. Mình sẽ đi kiếm một cái khăn để mình chùm lên ấp cái trứng này. Với cái lồng này mình kiếm cái khăn màu đen đen, giống như cái khăn của cái gói đó được đó anh em. Để mình chùm lên. Trong lúc mình kiếm cái khăn, mình sẽ gọi chị Bo tới phụ mình. Chị Bo anh tôi với thằng Quang tới. Cái này cái rèm cửa thôi chứ không được. Dây dây cũng được luôn. Kiếm cái khăn là màu đen đen ta. Ê anh em. Ừ cái này được nè anh em. Ủa kêu người ta tới đây làm cái gì vậy? Ở đây là ở đâu vậy? Ở đây hả? Ta-da. Trời, mày kêu tôi đi tới khách sạn. Mày tính làm gì ta hả? Ô, đừng đánh. Khách sạn nó có làm gì đâu. Ấp gì trứng. Có làm gì đâu. Khùng hả? Mà, ấy mà cởi đồ ra cho mượn cái này đi. Mày không làm gì mà kêu tao cởi đồ hả? Cho anh Quang nhắn ghét tới chưa? Nói rồi, tao phụ được cái gì đây? Ấp cái trứng nó giùm cái gì? Trời, mày điên hả? Cái trứng này là cái trứng gì vậy? Trời ơi, tao không ngờ tao chơi với thằng tâm thuận như mày luôn á. Mày không hiểu đâu, bị bỏ không hiểu đâu. Muốn nó bự lên mới hiểu. Nhúc nhích vậy? Thì đó, nó nhúc nhích đó. Nhúc nhích thiệt kìa mày. À, nó nhúc nhích kìa anh em. Mày leo lại đi. Giờ giúp được gì đây? Cho mượn đồ đi. Mượn điện thoại hả? Có điện thoại nè. Lâu quá chưa thấy anh tôi với Quang tới nữa nè. Trong lúc đợi mình sẽ kêu chị Bo phụ mình cái. Bận đồ cho đẹp vô đây ngủ. Ngáy còn hơn heo ngáy nữa nè. Tôi có cách cho chị Bo hết ngáy nè. Úi mùi tao rồi. Không sao, tôi sẽ lấy cho chị Bo miếng khăn giấy. Nè. Anh chưa rồi, phá dễ sợ. Đây có toilet không? Có. Toilet kìa. Nhớ đóng cửa nha. Trong lúc này anh tôi với Hoàng tôi sẽ quay cái trứng cho anh em xem. Nghe tiếng lục lục vậy. What? What the? Cho toilet này không có cửa. Không có gì che vậy. Vậy sao đi? Để chứ Hoàng với Két tới thì kêu nó che giùm cho. Khăn ướt quá đẹp. Khăn chùi chân ướt quá. Phơi lên đây. Anh đi chân té chết. Quang tới anh em. Trung đâu? Ai biết đâu? Trời ơi, Quang nó vừa tới cửa rồi mà nó tới đây rồi. Đi nào vậy? Ủa mày đi nào vậy Két? Tôi lấy đâu cho đi mắt quá. Tao đi đường xa luôn rửa mặt em mệt quá. Mắt mày có đuôi không? Không cận hả? Trước mặt mày nè ba. Mắt luôn á, vô đi. Tao đang ấp trứng trong này. Trời. Gì vậy? Ai cũng mắt vậy? Ôi mày khùng hả? Mày thấy hình gì không? Hình cái bàn chân vậy cui không? Cái này để đây nè. Nó khô. Mày lấy mày chùi mặt hả? Có cái hình bàn chân là để chùi chân nè. Rồi rửa rồi. Ủa chung đâu? Chung nó nè. Ủa gì vậy? Đường này đường nó ra đường ba. Đóng cửa lại. Nãy nó ngồi đây nè. Nó ngồi nó ăn nè. Nãy hình như bị bo bỏ cho nó vô. Ủa nó đâu rồi? Nè. Ủa nó trong lòng hả? Bị bo kêu nó trong lòng. Trong lòng có cái trứng à. Có ai đâu. Ủa đâu có ai đâu.
Đừng làm tao thất thồn vậy chứ. Em bây giờ mình sẽ vô chuồng. Còn cái chung áp không chưa? Ủa cái chung ở đây đâu rồi ta? Mới thấy đây mà. Mày thấy không? Tao đâu biết đâu. Mày thấy cái trứng đâu không? Không. Ủa lại TV mày kiếm cái trứng đâu ra hả? Trứng đặc biệt, tụi tao ấp. Nó xíu nè, giờ nó bự vậy nè. Nó sẽ nở ra con gì tụi tao không biết nữa. Trời ghê vậy. Vậy nó có cứng không? Để tao thử cho mày coi. Để tao thử cho mày coi trứng nó cứng nó cỡ nào nha. Mà để nó đâu mày, tao để vậy đã, nó bay đi thì sao? Tôi sẽ kiếm một cổ cố định để cái trứng này lên thì đã. Chết luôn chỗ này cho quay. Tao đã xinh sáng lắm, mày không cần yên tâm. Tao lộn mày yên tâm. Một hai. Để cái trứng nắp trong này xíu đi nè em. Ra ngoài chơi để đi. Ra ngoài tham quan. Còn cái phòng này đi chết ơi. Còn nào không? Để tao đóng cửa lại. Ra lại đi, ra lại đi két. Đứng đóng. Trứng nắp tới đâu rồi đi bò? Chưa nọ. Kiếm em cái kẹp ơi. Con gái này ngộ ghê nè em. Cho nó đi bậy. Coi có dây thùng có gì không? Xong trong kia. Ủa cái này là để cái gì vậy? Trang trí với làm cái gì? Mấy gì kèm đầu tao vậy? Mình mới đi mua chảo 65 ngàn về để chiên trứng. Không biết tốt nữa anh em. Trứng. Sao anh mua cái chảo nhỏ như vậy? Tiết kiệm, miễn sao được vừa trứng được rồi. Nè. Chứ bữa giáp hoài, nó không nở. Tôi quyết định nấu luôn cho nó nhanh. Trong lúc để nấu, nó nở cái con gì. Tôi sẽ đi mua nước. Tôi đi mua nước về. Bây giờ tôi sẽ lấy nước ra uống. Có anh em bây giờ mình khui ra uống thôi. Nước đâu đã vậy? Bán lại em nha. Mua nhiều. Ôi 10 ngàn. Thôi kệ, sợ anh em mình còn hai lon lận. Lon này bự ghê. Cảm ơn nha anh. Không sao, mình còn một lon. Lon này chắc tôi để dành tôi uống luôn. Bán tao lon dưới. Ôi mà lon này bán không được. Vậy hồi nãy bán cho đi được mà. Tới tao không chịu bán. Có hàng ngon chia sẻ. Bán đi mày ơi. Lương tâm bán được. Còn toàn 20, 30 luôn nè. Chơi luôn. Coi coi. Anh em ơi, sau khi mình tụi mình ngủ một giấc thì không biết cái trứng sao rồi. Mình sẽ đi coi quan coi. Sao? Ê lên coi coi cái trứng này nó bự đó kìa. Ê cái trứng nó bự lắm mày ơi. Có gì đâu mày lại bị ghê vậy. Bữa tao không thấy nó từ nhỏ vậy nó bự lên vậy. Bực quá thì bự lên thôi. Không như mày nghĩ đâu. Quan làm gì quýnh quán nên ghê quá anh em ha. Mình sẽ lên coi cái quả trứng coi. Con trái mày nè. Đâu? What? Anh em ơi mày là cái trứng bự quá. Giờ tính sao? Tao mày đem ra xe rác đổ đi. Đổ hả? Trước khi nó nở tụi tôi phải đem ra khỏi nhà anh em. Chứ để nó nở ra nhà nhà mướn nữa không phải nhà tụi tôi. Lỡ nó ra con gì ha, sập nhà. Mày báo cho mấy nhà khoa học tới nghiên cứu đi. Chứ nó to quá nó nở ra con to mày nó nhai đầu hết nguyên nhà luôn. Ý nó là phải có tiền. Có tiền không? Nuôi nó. Bỏ tiền nuôi. Nuôi gái còn đủ ăn không nội? Vậy anh em biết cách giải quyết như thế nào? Chia sẻ, chia sẻ cái clip này ra cho nhiều người biết là tôi sạch với cỡ nào để biết giải quyết cái trứng này như thế nào. Anh em mới comment dưới phần mô tả. À lộn, comment dưới phần comment. Anh em nhớ like, chia sẻ clip này nha anh em.